Hôm nay, mùng 4 tháng 12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, kết nối với các điểm cầu của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến các cơ sở. Theo chương trình, trong ngày mùng 4 tháng 12, các đại biểu được nghe 4 chuyên đề. Cụ thể, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Chiều nay, theo chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ truyền đạt chuyên đề chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.